Em chào các bác. Vườn địa của em đang tàn rồi. Bây giờ là chỗ em cũng bắt đầu ấm áp hơn. Hôm nay em mới dám đi tách kiếm này các bác này. Đây là cái bông trắng cánh bầu Thái Nguyên. À đâu, kia là cái anh chín Thái Nguyên. Hôm nay nhà em mới lở. Năm nay không hiểu sao lô hội lở sớm vậy. Chắc là do ít mưa. Đây là một cái khuôn của bông lô hội anh chín Thái Nguyên. Cái này em trồng được 4-5 năm rồi, nhưng mà cứ lâu lâu về lại tách bán cho khách. Thân thủ của nó lá nó màu xanh đậm. Củ thì nó vẫn là dòng củ dài thôi, không phải là củ tròn. Củ tròn thì giống như bọn tuyết ngọc với trắng cánh bò, mới vàng cánh bò Hải Phòng thì nó bé. Hôm nay thì bắt đầu tách. Đây giá thể đây. Một ít xốp, một ít đá bọt, vỏ thông Ochita vẫn còn sót lại sau 1-2 năm. Cây vàng quang hanh cũng đang nụ đây. Tí em tách ra thành từng phần xong rồi em chia sẻ. Đằng nào em trồng, nếu mà bán được thì bác nào sưu tầm thì em gửi, còn nếu không thì em lại trồng. Hôm nay sẽ tách hết. Đây là cây hồng ngọc bóc cạn. Cây này em rất thích vì là thân thủ nó to, to như Điện Biên. Bên cạnh của nó là chậu Điện Biên. À đây, chậu Vị Hoàng. Chậu Điện Biên của em kia. Chậu Điện Biên của em kia. Lá này cũng tách luôn. Sau đó là ghi giá vào, các bác nào sưu tầm thân nào thì có em nhé. Đây, khi mà tách ra thì cũng tương đối là thời gian dài rồi. Rễ nó cũng vàng hết rồi. Nhưng rễ này là không hút được rồi. Em sẽ tách hết ra. Và tận dụng những giá thẻ này cũng còn chơi được. Đây, đây là tách hết rồi các bác. Cây hình số 1 này nào, 100.000 này. Là cây Vị Hoàng này này. Đấy. Cái này em bao ship các bác nhé. Đấy. Hình số 2 cũng là Vị Hoàng 150, hình này là 2 thân. Đấy. Hình số 3. Chắc hình số 3 đâu. Em sẽ đi theo hình này. Hình này là hình số 4. Số 4 này là anh tím Thái Nguyên này. Đấy. Anh chim Thái Nguyên. Hình này thì có giá là 200 bao ship. Hình số 3 đây cũng là anh chim Thái Nguyên. Cũng 200. Là khóm này. Khóm này còn có 3 thân. Anh chim Thái Nguyên củ mông má khá là tròn. Đấy, hình số 4 và hình số 3. Hình số 6, à hình số 5 là cây tuyết ngọc. Đấy, khóm này 2 thân này, 100 thôi các bác. Đấy, hình số 5, tuyết ngọc 100. Hình số 6, tuyết ngọc cũng 100. Tuyết ngọc em tách được 2 khóm này. Đó. Bắt đầu em đi xem hình số 7. Hình số 7 là một cây vàng quang hanh đang lụ. Vàng quang hanh hình số 7 này có 4 thân là 150. Vàng quang hanh Quảng Ninh khá là đẹp. Hình số 8 cũng là 150 vàng quang hanh. Mỗi chậu em tách được 2 khóm rồi. Hình số 8 đang lụ này. Hình số 9 là Điện Biên. Đây. Thân thổ to, cây này lực khỏe lắm này, cây này có 200 thôi các bạn. Hình số 10. Hình số 10 cũng là Điện Biên các bạn. Tính các bác 200 thôi. Đấy. Và hình số 11 là Điện Biên thì là 150, bởi vì nó có một thân. Một thân nó đẻ ra một mầm con trong này. Đây một thân thôi. Mới cái măng cái đầu. Đấy là hình số 11 là 150. Còn hình số 12 thì em lấy 100, bởi vì nó có một thân giả này thì các bác phải ươm lên được thì lên. Nhưng mà cây con này thì nào nó có một mẹ đẻ một con rồi, cây này mầm xoáy. Đấy, cây này có 100.000, bao ship hết. Đấy là Điện Biên và hồng ngọc.
Đấy. Hồng ngọc là có hình số 14 này là 200 này. Hồng ngọc Bắc Cạn này. 200 này thì nó có một mầm này. Đây các bác này. Đấy, có mầm. Và hình số 15 là 250. Hồng ngọc em tách được 2 thân. À, em tách được 3 thân các bác. Nhưng một thân già nhất này em trồng rồi. Già nhất sợ các bác trồng nó không hiệu quả. Lan thì giờ nó rẻ cho nên là em cứ chọn thân đẹp mà bán rẻ thôi. Đấy các bác là lấy hình nào thì bảo em nhé. Có vị hoàng này. Ánh tím này. Tuyết ngọc này. Hồng ngọc Bắc Cạn này. Vàng quang hanh. Trắng Điện Biên. Rồi em cảm các bác. Sau khi trộn cái vỏ thông Ochita mới đá sỏi ở dưới thì em cho một ít phân cá, phân hữu cơ để lót vào. Rồi thì mình cho cái ấy lên, cho cái vỏ nhỏ lên thì sau này dễ ăn xuống, nó có thức ăn ăn. Thì mình nhớ phải bón phân nhiều. Đây, khi nào dễ nó ăn xuống sâu nó mới đến phân cho nên nó không bị sót.